thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfor, hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Trước khi thành đôi với Binzy, Châu Bùi từng có 4 năm yêu đương vô cùng mặn nồng với Đét Cao. Cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà trong cả công việc, tạo nên một couple đúng chuẩn iconic trong giới trẻ. Điều này vô hình chung khiến Đét Cao trở thành cái tên nổi bật nhất trong couple cũ của Châu Bùi. Châu Bùi, Đét Cao từng là cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đúng vào dịp Valentine 2020, sau nhiều năm hẹn hò, Châu Bùi lên tiếng xác nhận đã đừng ai nấy đi với Đét Cao. Hiện cả hai đều có cuộc sống riêng và tìm được hạnh phúc mới cho bản thân. Tuy nhiên, góp mặt tại một talk show về chuyện bạo hành trong tình yêu mới đây, Châu Bùi lần đầu nhắc lại chuyện cũ khiến dân tình không khỏi xôn xao. Theo đó, Châu Bùi cho biết mình chưa từng bị bạo lực kinh tế, nhưng bị bạo lực tinh thần khi yêu người cũ. Ngày xưa, bạn trai cũ đối xử với tôi theo kiểu, anh là con trai nên anh có quyền chửi em. Lúc đó tôi còn nhỏ nên tưởng thế là được. Tôi nhìn mọi người xung quanh mình cũng bị như vậy. Anh ấy làm tôi vui vẻ nên tôi chấp nhận những giây phút anh cọc tính, chửi mình. Tôi sợ và lúc nào cũng tìm một lý do để chấp nhận chuyện đó. Ai cũng biết mình không lựa chọn bị bạn trai bạo hành, nhưng khi đang ở trong mối quan hệ, mình không nhìn ra được, Châu Bùi kể lại. Việc cô tiết lộ bị bạn trai cũ bạo lực tinh thần đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen. Cô nàng còn giải thích người yêu đánh mình thì mình chấp nhận vì thấy anh ấy được xả sở chết. Tuy nhiên trong suốt cuộc trò chuyện, Châu Bùi không chỉ đích danh người ấy mà chỉ gọi chung là người yêu cũ. Châu Bùi cho biết, sau một thời gian yêu nhau, dù hợp thì rất hợp, nhưng tôi và anh vẫn chưa có tiếng nói chung. Tôi vẫn bị anh bắt nạt nên tôi cảm thấy hình như mình yêu người ta nhiều hơn, mình cần hơn, mình khổ hơn. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình thiệt thòi trong tình yêu này. Đồng thời, cô cũng thừa nhận mình từng rất sợ chia tay, nhưng hiện tại đã khác. Phụ nữ không ý thức được là hạnh phúc có thể tìm thấy ở rất nhiều thứ khác. Một điều nữa tôi nhận ra là ngày xưa mình sợ chia tay. Đó là do yêu đã trở thành thói quen và tôi nghĩ rằng nếu ra khỏi hố này thì sẽ vào hố khác thôi. Nhưng bây giờ tôi biết rằng khi ra khỏi hố đó mình sẽ gặp được hố khác rất tốt. Phía dưới bình luận, netizen cho rằng đây chính là lý do năm xưa Châu Bùi quyết định chia tay Đét Cao. Đồng thời, người hâm mộ mong mỏi cô nàng sớm công khai chuyện hẹn hò Binzy trong tương lai gần. Những chia sẻ của cô nàng trong chương trình khiến netizen cho rằng người mà Châu Bùi đang nhắc đến không ai khác chính là Đét Cao. Thời điểm cả hai còn quen nhau, Châu Bùi từng có những chia sẻ gây choáng về Đét Cao trong một chương trình mang tên Những Cô Nàng Năng Động. Cụ thể, Châu Bùi cho biết trong 7 tháng chia tay mình Đét Cao đã kịp quen đến 10 cô gái. Trước khi yêu đương nghiêm túc với nàng IT Girl, Đét Cao nổi danh là sát thủ tán gái, tình trường dày vô kể. Châu Bùi kể, em và người yêu quen nhau, đến nay đã năm thứ 4, rồi cho nên em có cái nhìn rất khách quan. Bởi vì ngày xưa mới gặp thì tất cả mọi người đều nói anh không tốt, anh lăng nhăng lắm, yêu bao nhiêu bạn, rồi chỉ thích đi chinh phục thôi. Mới yêu em một cái đi xăm cái hình Lady Seoul tay sát gái, em khóc ròng rã cả tuần chỉ vì cái hình xăm đó. Dù biết Đét Cao sau khi chia tay đã gặp gỡ nhiều cô gái khác nhau, nhưng Châu Bùi vẫn ủng hộ anh ra ngoài để xem thử ai phù hợp với mình. Em biết mình phải yêu bản thân hơn nên cũng chịu chăm chút cho mình. Nếu anh ấy có ra ngoài gặp nhiều cô gái hơn, em cảm thấy rất tự tin. Anh phải đi ra ngoài để biết rằng ai phù hợp với mình để xem mình sống tốt như thế nào. Có khoảng thời gian em với anh ấy chia tay nhau tầm 7 tháng, anh về cũng bảo là quen thêm 10 người, đúng kiểu sát gái. Như kiểu ngày đầu tiên em gặp anh là hôm sau yêu luôn vì tài ăn nói quá tốt. Về phần mình, Đét Cao cũng thừa nhận bản thân nhận ra đang làm tổn thương Châu vì tính cách của mình. Cũng trong bài phỏng vấn, Châu Bùi khẳng định yêu Đét Cao rất vui, hắn rất hài hước, tôi cười như điên cả ngày luôn. Dù Châu Bùi không tiết lộ danh tính người ấy, nhưng netizen ngay lập tức hướng sự chú ý đến Đét Cao, bởi lẽ với sự nổi tiếng và thời gian yêu khá lâu của cả hai, nhắc đến bồ cũ của Châu Bùi, người ta chỉ nghĩ đến Đét Cao và ngược lại. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người thắc mắc, Đét Cao từng nói gì về người yêu cũ. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 7 năm 2020, sau khi chia tay được 7 tháng, Đét Cao từng chia sẻ rằng mình không hề tổn thương trong cuộc tình với Châu Bùi vì Châu là một cô gái tốt. Ngoài ra Đét Cao còn nói thêm về mối quan hệ hậu chia tay, tôi và Châu Bùi may mắn khi vẫn có thể làm bạn sau khi đã kết thúc một cuộc tình. Ngoài chuyện ở cạnh nhau, chúng tôi vẫn dõi theo và hỗ trợ nhau hết mình trong cuộc sống, giống như hai đường thẳng song song vậy đó. Quay trở lại ồn ào lần này, nhiều netizen đã tranh thủ đào lại một phát ngôn cũ của Châu Bùi. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn vào dịp Valentine năm 2018, Châu Bùi từng dành những lời vô cùng ngọt ngào và chân thành dành cho bạn trai Đét Cao. Châu Bùi nói, chia tay tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ quay lại, và vì suy nghĩ đó nên tôi thật lòng muốn thắng yêu được một người tốt và anh sẽ vui vẻ. Đối với mọi người thì nghe có vẻ nực cười, nhưng đối với tôi, thắng không đơn giản là bạn trai. Thắng là gia đình, chia tay thì vẫn sẽ là gia đình, là tri kỷ. Đã là nhà thì dù có không bên nhau, dù có xa nhau thế nào thì vẫn luôn bảo vệ nhau và muốn cả hai có cuộc sống tốt. Hiện tại các nhân vật chính vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về chia sẻ của Châu Bùi, còn netizen tiếp tục bàn tán xôn xao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.